Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin chiều trên kênh YouTube Bà dân Việt. Bản tin chuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, khắp các địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra những vụ án cháy quán karaoke gây hậu quả vô cùng to lớn về người và tài sản. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú vào tối ngày 6 tháng 9, làm 32 nạn nhân xấu số tử vong, Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam chủ quán karaoke nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tối ngày 16 tháng 9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã phê chuẩn lệnh khám xét chỗ ở của ông Lê Xuân Anh cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, quán có khoảng 60 nhân viên và khách bên trong. Vụ cháy đã khiến 32 người tử vong và hàng chục người khác bị thương. Qua quá trình điều tra, công an xác định, Cơ sở này do ông Lê Anh Xuân sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, đến năm 2021, ông Xuân cho ông B. Quy Cà, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang, thuê lại và được giao toàn quyền quản lý cơ sở. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Xuân không có mặt tại hiện trường. Thưa quý vị, vào sáng ngày 15 tháng 9, một người đàn ông đã dùng hung khí sắc nhọn tác động mạnh làm người vợ mất đi hai cánh tay ở Long Thành, Đồng Nai và cũng trong tối ngày hôm đó, tại Hà Nội, một nam thanh niên chạy xe máy chở theo cô gái trên phố Láng Hạ thì bị một chiếc xe ô tô áp sát ép vào lề đường. Ngay sau đó, nam thanh niên bị đâm tử vong, còn cô gái bị kéo lên chiếc xe ô tô. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định liên quan đến cuồng ghen. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hung thủ để điều tra, lấy lời khai Tại trụ sở điều tra, Thất cho biết có quan hệ tình cảm yêu đương với chị NTT, 28 tuổi, quê Yên Bái. Suốt 3 năm qua, dù anh ta đã có vợ con ở quê. Thời gian gần đây, nghi phạm thấy người tình thân mật với anh NT, 27 tuổi, ở quận Hoàng Kiếm, nên nảy sinh mâu thuẫn ghen tuôn. Tối ngày 15 tháng 9, sau khi ăn tối ở Thái Nguyên, Thất thuê xe đi Hà Nội để tìm chị N. Nghi phạm đi tìm người tình tại một số địa điểm nhưng không thấy. Nhưng khi đi trên đường về, anh ta lại bắt gặp bạn gái đang đi với anh T ở ngoài đường nên bám theo. Đến phố láng hạ thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên ép xe của anh T vào lề. Ngay sau đó, nghi phạm dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T rồi ép chị N lên taxi chở đi Thái Nguyên. Sau vụ việc anh T tử vong vì mất quá nhiều máu, trong khi đó cô gái 28 tuổi bị thức gây ra nhiều thương tích trong quá trình bị nghi phạm khống chế. Vào lúc 23 giờ 40 phút cùng ngày, công an phường Láng Hạ nhận tin báo về vụ án. Đội cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra. Đến 6 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng trong đó có công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ thất khi đối tượng đang lẫn trốn ở một cây xăng tại huyện Phú Lương. Cô gái 28 tuổi được giải cứu hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Nhà chức trách cho hay thất có một tiền sự về tội gây rối trực tự công cộng. Công an quận Đống Đa đang tạm giữ thức để điều tra về hành vi giết người. Liên quan đến vụ bức tường đang thi công bị đổ sập khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương xảy ra tại nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty Savi Seafood Việt Nam, khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. Chiều ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Lúc 17 giờ chiều ngày 16 tháng 9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trường xây dựng nhà xưởng phục vụ nhà máy chế biến thủy hải sản thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Savi Seafood Việt Nam ở khu công nghiệp Nhân Hòa. Đại tá Nguyên cho biết cơ sở để khởi tố vụ án là việc tổ chức xây bức tường độc lập, khẩu độ quá rộng, quá dài, quá cao, không ổn định về mặt kỹ thuật, nên khi gặp gió lốc dẫn đến sập, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, đã có báo cáo gửi Thủ tướng về vụ tai nạn nêu trên. Chiều ngày 16 tháng 9, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, trong 6 nạn nhân bị thương đã có một người xuất viện là anh Nguyễn Thanh Quang, 41 tuổi ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Anh Quang xin xuất viện sớm để về nhà lo hậu sự cho vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Ái đã không qua khỏi trong vụ tai nạn này. Cơ quan kiểm định đã lấy mẫu bê tông bức tường bị đổ sập đưa đi kiểm định phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, ma túy là ngọn nguồn của ba tội ác trong xã hội. Vì lợi nhuận siêu khủng mà những kẻ buôn bán ma túy sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đưa ma túy tới khắp khang cùng, ngõ hẻm, làm thao hóa con người, kiệt quệ kinh tế và tan vỡ hạnh phúc bao gia đình. Mới đây, một đối tượng từng vào tù ra tội nhưng không biết cải tà quy chính, ngựa quen đường cú, không thể cải tạo và tiếp tục mua bán ma túy đã phải trả giá bằng mức án tử hình đánh thép. Ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Lê Văn Ngọc Đức, sinh năm 1989, ngụ phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đức là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và từng bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10 năm 2021, Tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và bắt quả tang Lê Văn Ngọc Đức có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra xe ô tô của Đức, tổ công tác phát hiện trong xe có một túi vải, trong đó có ba túi ni lông màu vàng. Trên túi có ghi chữ Daguan Jin. Trong các túi ni lông có chứa tinh thể không màu khối lượng 2.350,6 gram. Kết quả giám định tinh thể không màu trên là ma túy ở thể rắn loại betamin Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận mua ma túy của một đối tượng tên Chiến thường gọi là đột không rõ lai lịch để bán lại kiếm lời với giá 220 triệu đồng một ký. Tại tòa, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vì những hậu quả khôn lường của cái chết trắng mà công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Phòng chống ma túy đặc biệt là ở khu vực hiểm trở, quan trọng như biên giới chưa bao giờ hết nóng. Vào tối ngày 16 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 3 kg ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Tối ngày 16 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết Đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 3 ký ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Theo đó vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, tổ công tác gồm các lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu Treo, phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực quốc lộ 8A thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thì phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Được yêu cầu kiểm tra, hai đối tượng lập tức bỏ chạy. Trong đó, một người vừa chạy vừa tháo chiếc ba lô màu đen mang sau lưng với ý định ném xuống đường nhưng lập tức bị khống chế bắt giữ. Tiến hành khám xét, tổ công tác phát hiện bên trong ba lô này có 2 kg ma túy đá, 1 kg ketamin, một bộ đàm. Đối tượng mang ba lô bị bắt giữ là Hoàng Công Hưởng, sinh năm 1990, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bước đầu hưởng khai nhận đã cắt rừng qua Lào mua số ma túy nói trên với số tiền 17.000 USD, hơn 400 triệu đồng để đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau khi cầu thủ thiêm 2 Khánh Thành đã tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, góp phần phát triển, gia tăng giá trị cho khu đô thị mới Thủ Thiêm để sớm trở thành một khu đô thị hiện đại là biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số kẻ vì cái lợi ích trước mắt của bản thân đã trộm cắp nắp chắn rác trên cầu gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước và an toàn cho người tham gia giao thông. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi nói trên. Tại đây, đối tượng đã có những lời khai ban đầu. Ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thái sinh năm 1972 thành phố Hồ Chí Minh về tội trộm cắp tài sản. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận xảy ra trên cây cầu là biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh, cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và thành phố Thủ Đức. Theo đó, sau khi được thông xe chưa lâu, cây cầu đã bị cậy mất 44 nắp chắn rác của cống thoát nước. Tại tòa bị cáo Thái khai tình cờ dùng tay gỡ nắp trắng rác thì thấy gỡ dễ dàng nên đã mang bao ni lông đến gỡ hàng loạt. Số lượng cụ thể bị cáo không đếm được do không biết đọc viết. Bị cáo khai số nắp trắng rác cậy được đã bán 1,1 triệu đồng và dùng để đóng tiền nhà trọ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện do cần tiền tiêu xài, Thái nảy sinh ý định cậy các nắp trắng rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Lúc 4 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2022, Thái đi xe máy đem theo bao ni lông chạy lên cầu, đoạn đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Bến Nghé, quận 1, mở lấy 32 nắp trắng rác bằng kim loại. Sau đó bị cáo chở đến vừa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bán với giá 700.000 đồng, 10.000 đồng một ký. Tương tự, 5 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2022, bị cáo tiếp tục chạy xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2 lấy 12 nắp trắng rác bán cho vợ ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh được 400.000 đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cáo buộc hành vi của Thái đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của doanh nghiệp và gây mất an ninh trực tự an toàn xã hội. Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bị cáo Thái bồi thường 15,2 triệu đồng đối với 44 nắp trắng rác đã lấy cấp. Trước tòa, Thái nói vì hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm nên không thể bồi thường như yêu cầu. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Thái 2 năm tù giam, bồi thường 15,2 triệu đồng cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ. Đối với người đã mua tài sản mà Thái chiếm đoạt, cơ quan chức năng xác định không có căn cứ để xử lý do những người này không biết đây là tài sản Thái trộm cắp được mà có. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại!